chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thịnh Đạt. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái chủ đề cá lóc nha các bạn. Thì sắp tới đây thì mình sẽ về thêm rất là nhiều em siêu phẩm luôn nha. Là thứ nhất là Orange Rio, cái thứ hai là mình sẽ về là Yellow Centrum, và cái thứ ba là Red Barito. Ở đây thì mình có một cái con Yellow Centrum ha. Con này thì lúc trước mình mua lại của anh đó. Và đây là cái con Red Barito. Ngày trước con này nó nhỏ lắm các bạn, nó chỉ có size 7, size 9 gì đó. Nhưng mà bây giờ nó lớn lắm rồi các bạn ơi, cũng khoảng size hơn 20 cm một chút xíu mà các bạn thấy không, màu rất là ok. Và tiếp theo đó thì mình cần phải có mấy cái hồ các bạn. Và hiện tại thì các bạn thấy là hồ mình thì nó không còn trống nhiều hết các bạn, nói chung là ít hồ lắm. À, nên là mình cần phải tặng U thêm hai cái hồ nữa, trong suy nghĩ mình tạo thêm hai cái hồ nữa. Trước mắt cái hồ này hiện tại đang còn trống, chưa có để cá gì hết trơn nha. Thì đây là tôi có thể tận dụng cái hồ 60 này để nuôi con cá đó. Ok, còn thiếu hai hồ nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn sẽ đi đến những cái nơi mà người ta có bán hồ nha, và sẽ tham khảo. Ok, nếu được thì mình sẽ múc về. À, có thể là một lần múc thì mình sẽ lượm một cái hồ vậy thôi, chứ thật sự ra cái xe của mình thì nó chỉ vừa chở được một cái hồ thôi các bạn, chứ hai hồ để lên thì chở không được nha. Chơi hồ cũ hoài bị nói quá các bạn ơi. Thật sự ra thì ngày hôm nay tôi sẽ quất luôn cái hồ mới nha các bạn. Thì nói chung á, hồ cũ thì chắc chắn là nó sẽ không tốt bằng hồ mới, và hồ cũ thì nhiều khi nó còn có thể bị nứt nữa các bạn. Ngày trước á, Đạt rất là đam mê chơi hồ cũ luôn các bạn. Đạt nói với thiệt với các bạn luôn á, là tất cả các hồ đây đa số đều là hồ cũ. Để tôi giới thiệu cho các bạn xem những cái hồ cũ bên tôi ha. Đây là cái hồ mới 400 cành. Nguyên một cái giàn hồ này 12 cái, bị bể một cái ở ngoài kia. Thì nguyên cái giàn hồ này 12 cái là 500 cành, luôn cái chân ở bên kia là 500 cành ha. Chở chiếc xe ba gác về 250 cành nữa. Tại vì xe ba gác chạy về đây là chung tiền phà tiền kia, nói chung phải lấy 250 cành các bạn. Và tiếp theo là cái hồ này 1 mét, mua về sau đó bể. Lý do không phải người ta mà lý do tôi bơm nước vô á, rồi tôi không lót gì dưới nó bể. Cái hồ này 400 cành đó, 1 mét, hồ cũ nha đó, hương lượng lại. Còn hồ bên đây hồ 80, hồ cũ luôn, 150 cành. Trời ơi, cái hồ này á, thì tôi ghê lắm các bạn, tôi tống hai hồ tôi để trên cao rồi tôi chở luôn, rất là hay luôn. Hồ ở đây là hồ mới 120 cành. Hồ này cũng là cái này là cái hồ của cái bên đây, nói chung là của 12 cái dàn hồ á. Còn cái hồ dưới đây thì là mua lại của bạn tôi, cái hồ này nè. Còn cái hồ đây thì mua lại của cái em đó là 190 cành. Hồ này hồ mới 300 cành. Còn cái hồ bên đây á là cái hồ mà mua lại của cái em mà hôm trước mình giao lưu á các bạn, mà không giao lưu, mua luôn. À, cái hồ này là bao nhiêu ta? 100 mấy chục cành á, không nhớ rõ lắm các bạn. Còn đây chính là cái chậu trồng cây sơn chống thấm lại. Cái chậu này thì không nhớ rõ là bao nhiêu ha, nhưng mà cũng không rẻ lắm. Mình tính mua cái chậu bự hơn nữa nhưng mà không có các bạn. Thì đây mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái con chép sư tử ha. Hôm nay thì nó cũng đã lớn hơn được một chút rồi đó, tai bơi nó cũng rất là bự nha các bạn. Mình muốn là bỏ nó ở đây cho nó sống một mình như thế để cho nó mau lớn. Chứ thật sự ra thì mấy bạn nói là sao không bỏ nó vô trong cái hồ đó đi, thì cái bỏ vô hồ đó cho nó có bầy của bạn này kia. Nhưng thật sự ra thì mình không muốn các bạn. Mình muốn cho nó ở đây nó mau lớn đó. Một mình nó sẽ mau lớn hơn. À, mình qua tiệm cá cảnh nhưng mà mình quên quay lại cho các bạn xem. Thì ở đây có bán 4 mẫu hồ các bạn, hồ 60, 70, 80 và 90. Nhưng mình nghĩ lại mình không có khả năng để mua các bạn ơi, thôi để mình đi tìm hồ cũ nha. Rồi thêm một lô hàng nữa các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục về lóc vây xanh. Thì trong cái lô lóc vây xanh ngày hôm nay thì chỉ có vây xanh thôi, chứ ngoài vây xanh ra thì không có dòng gì khác nha. Thì hiện tại thì trước mắt tôi về vây xanh là tôi về có 70 con các bạn. Ở đây tôi chuẩn bị cũng nhiều keo lắm, cái này hơn 70 keo nha, có thể là 80 mấy 90 keo gì đó các bạn đó. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mở cái hộp cái hùng này ra và tôi sẽ quay con cá cho các bạn xem, để coi là con cá đợt này nó có đẹp không nha. Ok, thì tôi thấy đợt này hình như nghe nói là màu cũng đẹp lắm, nên tôi sẽ mở tôi quay cho các bạn xem nha các bạn. Thì ở trong đây là mở một bọc như thế này là 20 con, có cái bọc nhỏ thì là 15 con các bạn đó. Bây giờ tôi lấy ra nha,
Thì trong mấy cái bọc này có một cái con cá lóc vây xanh, nó rất là lạ, nó rất là đẹp. Mà cái quả tiết trên người nó nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Thì để hồi tôi lấy nguyên bầy này ra, cái tôi cho các bạn xem cái con cá đó nha. Nhìn nó là lóc vây xanh đó, nhưng mà cái quả tiết nó nhìn nó kỳ lắm, nó lạ lắm. Đó, thì đây tôi đem về được 4 bọc nha các bạn, 4 bọc lóc vây xanh nha. Còn ở đây thì tôi có là 2 con cá cờ các bạn. Các bạn có biết con cá cờ không? Cá cờ là của miền Trung hay miền Bắc ta? Mình thì không rành cho lắm. Thường á thì mình thấy con cá cờ các bạn là nếu mà nó màu đậm á thì là con cá trống, không biết phải không ha. Mình nghĩ là vậy, tại vì hai con này á, mình thấy một con màu đậm, một con màu hơi nhạt một chút á, thì mình nghĩ là một con trống, một con mái, không biết phải hay không. Đó. Cái này là mình được tặng chứ mình không có mua. Bây giờ thì mình phải chuẩn bị nước. Mà ngày hôm qua á các bạn là tôi có bơm nước vô. Lúc mà Đạt bơm nước á là 12 giờ đêm nha các bạn. Lúc đó thì mình không có thấy đường nên mình cũng không có biết cái nước nó như thế nào. Tại vì á mình biết là sáng là cá mình nó sẽ về nên là mình mới bơm trước các bạn. Thì ngày hôm qua thì nhà mình có gắn cái máy nước nóng năng lượng mặt trời á các bạn. Thì cái đường nước á nó có đi ngang qua cái ống mà mình bơm vô, thì không biết là có ảnh hưởng gì hay không nữa. Mình thấy nước thì nó hơi đục, mình nghi là nó có phèn mà không biết phải là phèn hay không nữa các bạn. Bây giờ mình đổ nước hết trơn rồi thì mình không thể nào mà quay lại cho các bạn xem được. Tôi vô trong nhà tôi lấy nước kia ha. Rồi ở đây là tôi đã chuẩn bị nước hết rồi nè. Nói chung á, nuôi lóc vây xanh là mình phải chuẩn bị nước trước như thế này các bạn, thì mình mới có thể nuôi cá được nha. Rồi như đây không có đủ 70 con đâu nên tôi sẽ lấy thêm nước của mấy con cá này ha. Tôi lấy đỡ, mốt tôi có nước tôi chăm vô lại. Đây, lấy con Gatorade nè, con Zalo nè. Lấy nước của con này là nhiều nhất nè. Đó, lấy nước của nó chế vô mấy cái keo này. Thì mỗi một cái con như thế này thì mình chỉ để có tầm 10 xăng thôi các bạn. 10 xăng thôi, 5-10 xăng gì thôi, cao hơn con cá là được rồi. Đó, tại vì mình dưỡng con cá cho nó khỏe thôi. Và tới nơi thì các bạn nuôi, các bạn để nước nhiều. Còn mình dưỡng thì mình chỉ bỏ nó trong một cái keo, chỉ để mực nước tầm 5-10 xăng thôi nha các bạn. Rồi thì bây giờ là đem tụi nó qua cho nó quen nước rồi đây. Đây. Mình sẽ để đây nha. Cái thùng xốp của mình á, mình để nước nhiều quá cái nó kiểu như nó bung ra các bạn. Thật sự mấy cái này thật sự có cách để làm nhanh hơn á các bạn, nhưng mà mình không có làm. Đó là cái cách mà mình sẽ bỏ hết tất cả những con lóc vây xanh chung với nhau, chung một hồ. Thật sự thì mình cũng muốn bỏ chung đó cho tiết kiệm thời gian này kia các bạn, nhưng mà mình muốn là con cá mà đem đến cho mọi người một cái trải nghiệm thì nó phải thật sự là tuyệt vời. Cá người ta gửi về mình nó có gách hay không là lúc đó thôi, còn khi mà về tới tay mình thì không bao giờ mà gách nha các bạn. Hồi nãy thì nước đầy luôn, full luôn, bây giờ hết trơn các bạn. Mỗi một keo thì mình để chỉ 5-10 xăng nước thôi, nói chung là để rất là ít các bạn, vừa đủ cái con cá thôi, qua khỏi cái kỳ của nó thôi là ok rồi các bạn ơi. Thì một cái thùng như thế này thì để được gần 40 cái keo nha các bạn, một cái keo thì 5-10 xăng nước thôi. Bây giờ còn bao nhiêu đây thì Đại sẽ cố gắng đổ vô hết luôn nha. Chắc chắn là một thùng này là không thể nào mà đầy được rồi, nên là mình phải lấy thêm của những cái tụi cá kia các bạn. Nước cái hồ cá cũ là phải nói là tuyệt vời nhất nha. Không đủ nước rồi các bạn ơi, thì bây giờ Đạt sẽ xin cái nước của cái con lóc bông này nha. Đó, con lóc bông này ở phía trên đầu nó có mấy cái mảng bám á các bạn, nhưng mà không sao, cái này do nó cạ vô cái hồ á nó hơi dính này thôi, chứ thực sự ra con cá mình rất là khỏe nha. Giờ Đạt xin cá lóc bông tí nước nha các bạn, nó cũng không dữ lắm nha, mình làm cẩn thận các bạn thì sẽ không sao hết trơn nha. Nó mà táp cái rất là nguy hiểm nha các bạn. Cái lực táp của nó ghê lắm. Đối với những con lóc bông bự như thế này thì cái hàm răng của nó thật sự ra mình thấy nó cũng cắn hơn mình hơi bị đau nha các bạn. Thank you.
thì mình về size nhỏ nhiều các bạn. Cái bọc này ít nè, chắc tôi nghĩ là mười mấy con. Bây giờ thì Đạt sẽ mở ra nha. Mở bằng cọng phun nha các bạn, chứ không phải là test bọc như bữa hổm. Không biết mấy bạn ở đây là test bọc hay là mở phun ta. Tôi thì tôi thấy cái nào nó cũng được hết trơn các bạn. Test bọc thì nó nhanh đó, nhưng mà nó không sử dụng được. Còn nếu như mà mình mở phun ra thì mình có thể sử dụng lại lần 2, lần 3 luôn. Đó, cách nào cũng được hết trơn á các bạn. Không biết các bạn như thế nào, comment xuống mình dưới cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình đổ ra. Đây có một con lóc mà nhìn cái viền của nó màu rất là đẹp. Đây đây, hình như nó đây nè các bạn. Phải nói từ trước đến nay, từ khi chơi lóc phay xanh đến nay, đây là con cá lóc đầu tiên mà mình thấy nó rất là lạ nha các bạn. Thì chắc chắn là mấy bạn mới chơi thì sẽ không biết rồi đúng không? Để mình bắt thêm một con nữa, mình sẽ so sánh cho các bạn xem nha. Phải nói là nó khác biệt dữ lắm các bạn ơi. Mà cái con này mấy bạn sẽ rất là ít thấy nha. Đây là một con lóc phay xanh hoàn toàn bình thường nha các bạn. Các bạn thấy cái sự khác biệt của nó không? À, con lóc giống như con này kêu là đột biến đại đi nha. Thì phải nói là cái màu sắc thì nó cũng chưa đẹp bằng cái con cá kế bên, nhưng mà được cái là cái body của nó nhìn rất là lạ nha các bạn. Tầm 2 tiếng nữa thì đã có một cái chuyến hàng gửi từ tỉnh khác về đây. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng là tranh thủ là bỏ hết 70 con vô cho 70 cái hũ này nha các bạn. Cố gắng là làm nhanh nhất có thể nha, để còn ăn cơm rồi chuẩn bị đi nha các bạn. Trong lúc mà mình lựa thì mình xem có những con cá mà nó bị gãy lưng á các bạn. Thì những con đó thì mình không thể nào mà mình gửi cho các bạn nha. Những con đó thì mình sẽ bắt ra nha các bạn, chứ mình không có gửi nha. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần đẩy lên nữa là xong nha các bạn. Để cá mới về mình nên đẩy lại nha các bạn. Không đẩy là mệt lắm á các bạn, biết sao không? Nếu mà mình không đẩy nó sẽ phóng. Có lẽ mình sẽ kết thúc phần 1 tại đây nha các bạn. Hiện tại video cũng khá là dài rồi. Hẹn các bạn ở phần 2 để xem tiếp tục là mình sẽ làm gì nha các bạn. Ok. Người ta hẹn với tôi là 3 giờ 15. Thì bây giờ mới có 2 giờ 40 mấy thôi các bạn ơi. Chút xíu nữa nha, chút xíu nữa mình sẽ nhận và mình sẽ quay cho các bạn xem.